Thưa quý vị, cùng với các địa phương khác thì từ ngày 19 tháng 8, quận ngũ Hành Sơn tổng lượt tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đợt 2, phấn đấu đạt 100% và đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch cho người dân. Rút kinh nghiệm những hạn chế trong đợt 1, đợt này ngành y tế quận và các phường lập danh sách cụ thể để làm tốt hơn. Nếu trường hợp nào chưa được lấy mẫu xét nghiệm trong đợt 1 thì phải quay lại làm cho đủ, bảo đảm phủ khắp địa bàn. Tại phường Hòa Hải, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, phường đã lập 10 điểm xét nghiệm theo hình thức cuốn chiếu, xét nghiệm theo thời gian quy định đã được mời. Xong điểm này thì đến điểm khác theo các tổ dân phố, chi bộ, tránh tập trung đông người, đảm bảo giãn cách. Thì Đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân với lại y tế của phường phối hợp với lại y tế của quận Ngũ Hành Sơn đến các khu dân cư mà xét nghiệm trong 7 ngày để đảm bảo 100% đại diện hộ gia đình được xét nghiệm và nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng để nhằm tránh lây lan dịch bệnh trong cái địa bàn khu dân cư. Việc tổng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn quận trong 7 ngày nhằm rà soát sàng lọc kịp thời người mắc COVID-19 tại cộng đồng, đặc biệt những trường hợp mắc COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng để khoanh vùng, xử lý, không để dịch COVID-19 lây lan.